Chào các bạn đến với thông tin và kiến thức của Line IT, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ uy tín dành cho doanh nghiệp SME. Mình là Hòa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm rõ hơn về công nghệ ổ cứng SSD NVMe có ảnh hưởng và tác động gì tới tốc độ tải trong web. Ổ cứng SSD NVMe là ổ cứng SSD sử dụng giao thức NVMe để giao tiếp với máy tính. Giao thức NVMe là giao thức được thiết kế để đạt được hiệu suất tối đa của bus PCI, giúp cho ổ cứng có tốc độ đọc ghi cao hơn và nhiều hơn so với những ổ cứng SSD thông thường. Cách thức truyền dữ liệu tới người nhận ở trên website. Khi một người dùng yêu cầu truy cập đến website, máy chủ của website đó sẽ cần gửi các tệp ở trên trang web tới người nhận. Thì các tệp ở đây sẽ là các file như là HTML, CSS, JavaScript, hình ảnh hay là video. Thì quá trình này được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là máy chủ cần tìm kiếm và tải những tệp tin cần thiết. Giai đoạn 2 thì máy chủ sẽ gửi những tệp tin đó tới người dùng. Vậy ổ cứng SSD NVMe sẽ tham gia vào những giai đoạn nào? Ổ cứng SSD NVMe tham gia cả vào hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, nó được sử dụng để máy chủ truy xuất tới các tệp tin được nằm ở trên ổ cứng. Và trong giai đoạn thứ 2 thì ổ cứng SSD NVMe được sử dụng để gửi các tệp tin tới người dùng. Việc sử dụng ổ cứng SSD NVMe từ cho máy chủ giúp tăng tốc độ website theo cách khác nhau, bao gồm: thứ nhất là tăng tốc độ tải trang. Ổ cứng SSD NVMe có tốc độ đọc ghi cao hơn nhiều so với những ổ SSD thông thường, giúp tải các tệp trong web nhanh hơn. Điều này thì giúp trong web được tải thời gian ngắn hơn và tăng trải nghiệm người dùng. Thứ hai là giảm độ trễ. Ổ cứng SSD NVMe có độ trễ thấp hơn, vì vậy giúp server xử lý được các yêu cầu truy cập đến trong web nhanh hơn. Điều này thì giúp thời gian phản hồi nhanh và giúp cho trang web được hoạt động mượt mà. Thứ ba là tăng khả năng xử lý đa nhiệm. Với tốc độ đọc ghi cao thì ổ cứng SSD NVMe có thể xử lý đồng thời nhiều yêu cầu truy cập cùng một lúc và hơn so với các ổ cứng SSD thông thường. Điều này giúp cho server có thể phục vụ được nhiều người dùng trong cùng một lúc mà không sợ chậm trễ. Ổ cứng SSD NVMe là một giải pháp hiệu quả để giúp tăng tốc độ website. Việc sử dụng ổ cứng này dành cho máy chủ thì giúp cải thiện trải nghiệm người dùng và giúp website được hoạt động mượt mà hơn. Line IT tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ hosting VPS lưu trữ website được hàng nghìn khách hàng lựa chọn. Line IT cũng có những giải pháp sử dụng công nghệ NVMe cùng với chi phí hợp lý, giúp khách hàng tăng tốc độ tải trang và không lo về giá cả. Liên hệ ngay với chúng tôi ở thông tin phía dưới để được hỗ trợ nhanh nhất.